Hướng dẫn mở tay. Ở trên bề mặt động cơ nó có một cái thanh màu trắng này, mình gạt cái thanh màu trắng lên. Khi động cơ hạ xuống mình kéo cái tay khỉu này lên. Đồng thời mình sẽ mở bằng cái tay mở ở phía trong xe này. Hai tay kết hợp đồng thời đúng không? Đấy, cửa sẽ ra vào, mình kéo. Đây đóng bằng tay. Cửa vẫn vào bình thường nhé. Đấy, vẫn chắc chắn này. Đấy, khi mình mở mình kéo lên và mình mở cái này, hai cái đồng thời hai tay kéo dồn vào giữa. Dồn lực vào giữa. Ok. Khi ấy mình có thể gạt cái động cơ lên để sử dụng bằng điện. Chỉ cần gạt cái lẫy nhỏ nhỏ này thôi. Cái lẫy trắng bên trên này, tay mở đây. Ok, rất là nhẹ nhàng nha. Phao chân xít này, nắp cửa Siram Nga này, cửa motor quay dọc này ạ. Cửa kéo khỏe. Sisami. Sisem. Đóng rất là êm. Cửa này có chống kẹt nha các bác nha. Có hai chìa khóa. Chỉ cần nút bấm trên này. Bấm trên ạ. Bấm trên này cho bác tài tự chủ động luôn đấy ạ. Đóng hít rất là êm luôn ạ.